Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 2 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Từ ngày 23 tháng 2, người dân có thể giao dịch 24/7 với mô hình ngân hàng Livebank lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Độc đáo những bức ảnh chân dung do robot thực hiện tại triển lãm nghệ thuật Berlin, Đức. Liên quan đến thông tin chiếc xe công của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng biển số giả được đăng tải trên trang tin văn nghệ trẻ.net của báo Văn nghệ, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định xử phạt báo Văn nghệ, đơn vị xuất bản trang tin văn nghệ trẻ.net vì hoạt động không giấy phép, mức phạt là 30 triệu đồng. Đồng thời, Cục Báo chí đã có văn bản gửi Tổng biên tập báo Văn nghệ đề nghị kiểm tra nội dung thông tin bài báo mà trang tin này đã đăng tải và yêu cầu phải báo cáo cho Cục trước ngày 24 tháng 2 tới. Trước đó, trang văn nghệ trẻ.net đã đăng bài phản ánh chiếc xe mang biển số xanh 43A299.99 hiệu Toyota mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang đi là vi phạm quy định tiêu chuẩn xe công và sử dụng biển số giả. Ngay sau đó, Thành ủy Đà Nẵng đã cung cấp các bằng chứng, khẳng định rằng đây là biển số thật và chiếc xe được sử dụng là đúng quy định. Theo đơn vị quản lý tuyến cáp quang biển Liên Á, ngày 25 tháng 2 tới đây, việc sửa chữa tuyến cáp quang này sẽ được hoàn thành. Trong khi đó, sự cố cáp quang biển AAG vừa xảy ra hôm 18 tháng 2 vừa qua thì phải tới ngày 27 tháng 3 mới được khắc phục xong. Cụ thể, theo lịch sửa chữa, tàu sửa cáp sẽ tới vị trí cáp bị lỗi vào ngày 23 tháng 3. Mối hàn đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 25 tháng 3, thời gian thực hiện mối hàn cuối cùng vào ngày 27 tháng 3. Khi đó, toàn bộ dung lượng đi quốc tế trên tuyến cáp AAG sẽ được phục hồi. Như vậy, kể từ thời điểm sự cố xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 2, mất hơn một tháng thì sự cố mới được khắc phục. Ngày 23 tháng 2 năm 2017 tại Hà Nội, công ty cổ phần Apota Việt Nam chính thức ra mắt Apota X, giải pháp giúp các nhà phát triển ứng dụng tối đa doanh thu quảng cáo trên di động dựa trên nền tảng quảng cáo của Google. Là dịch vụ trao đổi quảng cáo được xây dựng trên nền tảng quảng cáo của Google cho mạng ứng dụng di động đầu tiên tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tối ưu doanh thu quảng cáo trên ứng dụng. Apota X kết nối mạng quảng cáo và các nhà quảng cáo lớn, sử dụng công nghệ đấu giá thời gian thực và tùy biến đối tượng để phân phối quảng cáo, từ đó tối ưu doanh thu và trải nghiệm người dùng. Không chỉ bản địa hóa về mặt sản phẩm, Apota X còn mang đến nhiều ưu thế về thanh toán bản địa và chính sách hồi đáp kịp thời cho các nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác. Innovatup, một vườn ươm khởi nghiệp hoạt động đã công bố quỹ đầu tư 5,5 triệu đô la Mỹ dành cho các startup giai đoạn đầu, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, với thị trường mục tiêu là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhà sáng lập Innovatup cũng cho biết quỹ sẽ không tập trung quá nhiều vào sản phẩm của startup mà chủ yếu sẽ là sức thuyết phục của nhà sáng lập. Innovatup kỳ vọng có thể đổi lấy 5-10% cổ phần trong các startup tiềm năng. Mạng xã hội Zalo vừa chính thức cán mốc 70 triệu người dùng. Với cột mốc này, Zalo tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng ổn định khi ứng dụng chỉ mất 10 tháng để có thêm 20 triệu người dùng kể từ khi đạt 50 triệu thành viên vào tháng 4 năm 2016. Sau cột mốc này, mục tiêu quan trọng của Zalo vẫn là tiếp tục tối ưu hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu của người dùng Việt. Zalo sẽ tập trung hỗ trợ việc trao đổi hình ảnh, video trong quá trình liên lạc giữa người dùng với nhau. Trong khi nhiều smartphone cao cấp có doanh số thấp ở Việt Nam, thì các dòng di động đời cao của Apple như iPhone 7, 7 Plus hay iPhone 6S vẫn được tiêu thụ tốt. Doanh số iPhone 7, 7 Plus tại thế giới di động tăng hơn 100% so với 6S, 6S Plus thời điểm đầu tháng 12 năm 2016, ngay cả khi nguồn cung iPhone 7 Plus bị thiếu hụt trầm trọng. Còn tại các đại lý nhỏ hơn, doanh số hai mẫu iPhone đời mới của Apple cũng tăng 15% trong tháng Tết, trong đó iPhone 7 Plus vẫn là sản phẩm chủ lực chiếm 60% số bán ra. Từ đầu tháng 3 năm 2017, người truy cập vào bản đồ số giao thông thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ giao thông.hochiminhcity.gov.vn sẽ được cung cấp thêm nhiều tiện ích mới như tìm thông tin về vị trí, địa chỉ của nhà đỗ xe ô tô, xe máy có tầng hầm, tuyến đường cho phép đỗ xe ô tô, vị trí nhà vệ sinh công cộng, trạm xăng, trạm y tế, bệnh viện,
Đồng thời, từ bản đồ số giao thông sẽ có đường link đến bản đồ xe buýt trực tuyến để người dân có thể tìm kiếm thông tin về các trạm xe buýt, thời gian xe buýt đến trạm. Đặc biệt, bản đồ số giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp các thông tin đến người dân về 37 điểm có nguy cơ ùn tắc, lắp đặt camera tại các công trình đang thi công. Thay vì đến với các chi nhánh ngân hàng, giờ đây với mô hình LiveBank, ngân hàng tự động, người dùng gần như có thể đáp ứng mọi nhu cầu về giao dịch ngân hàng từ cơ bản tới nộp tiền mặt, mở tài khoản cho đến gửi tiết kiệm. Vâng, mô hình này đang là xu hướng được các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc và ngày hôm nay, 23 tháng 2, lần đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam thông qua TP Bank. Đây chính là điểm giao dịch ngân hàng tự động LiveBank vừa được TP Bank chính thức đưa vào vận hành tại phố Bát Sứ, Hà Nội. Chỉ trong gần 5 phút, một giao dịch nộp tiền vào tài khoản thẻ đã được thực hiện thành công. LiveBank hoàn toàn có thể nhận diện các loại tiền Việt Nam đồng từ mệnh giá 50.000 đồng, bao gồm cả việc phát hiện tiền giả. Việc mở sổ tiết kiệm hay mở tài khoản thẻ mới cùng nhiều giao dịch khác, người dùng đều có thể chủ động thực hiện qua hệ thống hiện đại này. Việc duy trì các phòng giao dịch truyền thống, các cái chi nhánh truyền thống, nó cũng khá là tốn kém và cái chi phí vận hành nó cũng tương đối là cao. Qua cái việc này thì thứ nhất rằng là nó vừa mới bắt kịp được cái xu hướng công nghệ mới, đồng thời là các khách hàng người ta cũng có thể tiện lợi trong cái việc là giao dịch với ngân hàng bất kỳ lúc nào ở tại các cái địa điểm mà có thể mở cửa 24/7 với những cái dịch vụ thông dụng nhất. Điểm đặc biệt của mô hình TP Bank LiveBank là sự tích hợp các tính năng giao dịch ngân hàng cơ bản kết hợp với ứng dụng công nghệ tương tác qua video với giao dịch viên, hỗ trợ tư vấn trực tuyến từ xa cho khách hàng một cách thân thiện và kịp thời, điều mà những chiếc ATM thế hệ cũ không làm được. Đây được xem là bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng trên thế giới, giúp cho khách hàng chủ động mọi giao dịch trong cuộc sống và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi đã có một cái thời gian đến gần 6 tháng để mà vận hành nó rồi. Nên có thể nói là các cái trường hợp nào, các cái vướng mắc gì hay các cái vấn đề lỗi hay là những cái gì đó liên quan đến vận hành thì chúng tôi đều đã có thể xử lý được. Cho nên là không có, đến nay mà nói là đến cái buổi ngày ra mắt ngày hôm nay là mọi thứ đã rất là ok rồi. Thì năm nay chúng tôi sẽ dự kiến là triển khai khoảng 50 điểm, nhưng bây giờ thì mới có 4 thôi. Nhưng mà sắp tới ngay cả trong tháng này đã cũng sẽ mở thêm một số điểm nữa. Ngoài cách sử dụng khá đơn giản, tiện lợi, nhờ các công nghệ hiện đại tiết kiệm tới 40% thời gian thực hiện so với giao dịch truyền thống, LiveBank còn cho phép các chủ tài khoản thuộc hệ thống ngân hàng khác nhau hoặc đơn giản là người có nhu cầu giao dịch về ngân hàng bất kỳ đều có thể sử dụng, giao dịch một cách nhanh chóng. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bức ảnh chân dung của mình sẽ do robot thực hiện? Thật sự là triển lãm nghệ thuật tại Berlin, Đức, du khách tới xem triển lãm sẽ được làm mẫu để 5 con robot vẽ hình chân dung ở 5 góc độ khác nhau. Chúng ta hãy xem những con robot này sẽ vẽ tranh như thế nào. Đây là lớp vẽ nghệ thuật không giống bất kỳ nơi nào khác. Chỉ có một người mẫu cùng 5 chiếc camera và 5 cánh tay robot. Mô hình robot vẽ chân dung này có tên là Fire Robot Nepal của nghệ sĩ người Pháp Patrick Seche tại triển lãm Desit Algorimi ở thủ đô Berlin, Đức. Một con robot vẽ rất nhanh, nó có thể hoàn thành công việc trong 20 phút. Cánh tay robot khác thì lại vẽ cẩn thận hơn, nó có thể mất 40 phút để hoàn thành bức chân dung. Những con robot này vẽ chân dung rất tập trung, nhưng nó cũng có những cách làm khác nhau. Một con thì tò mò hơn, con khác thì lo lắng hơn, một con thì tức giận. Đó là những gì mà bạn có thể thấy khi ngồi làm mẫu trước 5 con robot này. Năm 2012, mô hình robot vẽ chân dung này lần đầu tiên được ứng dụng với 6 con robot. Các máy ảnh được kết nối với laptop đặt dưới bàn với phần mềm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, nối với cánh tay robot để tạo ra những thao tác chuyển động của từng nét vẽ. Tôi thấy rất lạ và cũng rất hay. Những con robot này có những khả năng đặc biệt. Về mặt kỹ thuật thì đây là điều thú vị. Tôi chưa bao giờ thấy những con robot kiểu như vậy. Tôi rất hài lòng với bức chân dung của mình. Con người đã tạo ra những robot có khả năng cạnh tranh và hơn hẳn chính con người như cờ tướng hay trò poker. Trong thế giới nghệ thuật, phần mềm Deep Dream của Google cũng có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật một phần nhờ bàn tay con người. Nhưng để các nghệ sĩ thực thụ thất nghiệp thì robot vẫn cần phải có thời gian phát triển. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Sự kết hợp của trò chơi di động Pokemon Go và chuỗi cửa hàng tiện ích 7-Eleven tại Hàn Quốc là sự hợp tác chiến lược đầu tiên của Niantic Inc., đồng sáng lập trò chơi Pokemon Go với một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất tại quốc gia này. Theo thông báo mới nhất của 7-Eleven Hàn Quốc,
thì hơn 7.000 cửa hàng của nước này sẽ được thiết kế theo phong cách PokeStop và PokeGym từ ngày 23 tháng 2 tới. Tại Hàn Quốc, Pokemon Go cũng đã ký kết một hợp đồng tương tự với chuỗi bán đồ ăn nhanh Lotteria. Một nhóm các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển một công nghệ mới sử dụng flycam để xây dựng bản đồ 3D cho những khu vực nguy hiểm hoặc khó tiếp cận như hiện trường tai nạn hay chiến trường. Các cảm biến gắn trên flycam sẽ truyền tín hiệu về trung tâm xử lý và điều khiển ở mặt đất để thu thập dữ liệu và tạo ra bản đồ 3D. Được biết, Liên Hợp Quốc đang rất quan tâm tới công nghệ này của nhóm nghiên cứu Hàn Quốc để áp dụng trong phương án tác chiến cho các lực lượng giữ gìn hòa bình. Theo công ty bảo mật ESET, do Google không cho các ứng dụng có nội dung khiêu dâm lên kho Play Store, nên Pornhub đã tạo ra ứng dụng riêng cho nền tảng Android và cài từ ngoài vào. Và tin tặc đã lợi dụng điều này để cài ransomware. Nếu người dùng cài phiên bản giả mạo này vào, đầu tiên nó sẽ yêu cầu quét virus trên smartphone trước khi chạy những video người lớn. Trong quá trình này, nó sẽ âm thầm cài một con ransomware vào máy và khóa cứng thiết bị. Để thoát được malware này, ESET hướng dẫn nạn nhân khởi động smartphone ở chế độ Safe Mode, rồi gỡ quyền ứng dụng này ra khỏi Device Administrator. Khi đó, malware này có thể gỡ dễ dàng thông qua phần setting. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và mong được tiếp tục chào đón quý vị ở những bản tin công nghệ tiếp theo.